Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay bên Huy mới về một chiếc xe Camry phiên bản 2.0, khá là tiết kiệm nhiên liệu các bạn. Được sản xuất vào năm 2017. Rất nhiều các anh chị và các bạn đang tìm kiếm cái form và kiểu mẫu như thế này. Đó, mình sẽ quay sơ bộ các phần ngoại thất cho các bạn xem nha. Chiếc xe thì bên Huy mới lái về, chưa có làm vệ sinh, chưa có làm maruguri, nhưng mà chiếc xe này thực sự khá là đẹp. Đây các bạn xem qua, không có bị trầy xước chỗ nào cả. Thì bên Huy chủ yếu lái về sẽ tiến hành làm maruguri lại. Xe thì đèn thì sử dụng đèn bi, có đèn chiếu sáng ban ngày đầy đủ nha các bạn. Mâm thì mâm 17 inch. Xe này thì sử dụng công nghệ là đánh lửa phun xăng trực tiếp nha các bạn. Đó, những cái đẹp chân kính mặt chrome rất là đẹp. Xe này dán phim cách nhiệt hết rồi. Tay nắm cửa mặt chrome. Camry thì quá là tuyệt vời. Các anh chị và các bạn nào mà chạy Camry á, sướng lắm các bạn, vừa êm, vừa cách âm cực kỳ là tốt luôn. Rộng rãi lắm. Nó là một trong những phân khúc hạng D mà rộng gần như là nhất nhì phân khúc đó các bạn. Đó. Đây, hệ thống phun xăng trực tiếp D4S. Cảm biến ghe phía sau. Đây các bạn thấy xe này thì chất lượng còn rất là mới. Các bạn có thể thấy được cái nẹp xi. Đó, kéo dài từ đèn bên này qua bên kia. Rồi chất lượng của đèn. Đó, sáng bóng luôn. Đây, sơ lược cái phần ngoại thất cho các bạn coi. Thì Huy sẽ mời các bạn xem bên trong cái phần nội thất của xe, để đánh giá kỹ hơn về chất lượng của chiếc xe này nha các bạn. Xe thì mới đi được khoảng tầm độ 60.000 cây số. 2017. Xe chủ yếu là chở sếp, chở lãnh đạo thôi nha các bạn. Đây là một trong những chiếc xe của nước ngoài. Rồi, Huy mời các bạn xem nội thất bên trong của xe. Đây nội thất bên trong đây, Huy mời các bạn xem, màu kem nha các bạn. Đó, tạo cho không gian bên trong khá là sáng. Đây là những cái chi tiết bằng gỗ nha, giả gỗ. Đây, chế độ auto ở trên cánh cửa. Cái xe này thì da các bạn thấy không, rất là đẹp, hơi dơ tí xíu thì bên Huy sẽ làm maruguri lại. Chất liệu da thì các bạn thấy không, không có sờn. Da này cũng do là da xịn nha các bạn. Ở phía sau thì tự tay đó, có để ly. Còn gỗ này khá là sang trọng. Đây là trần đó, các bạn thấy không? Huy sơ lược cho các bạn coi thôi. Các bạn nào có nhu cầu muốn sở hữu những chiếc xe Camry như thế này thì vui lòng liên hệ với Huy đến Toyota Hiroshima Tân Cảng, địa chỉ là 220 Nguyễn Hữu Cảnh để xem xe nha. Khu vực túi khí nha các bạn. Da đục lỗ màu kem. Này, chế độ chỉnh điện có đầy đủ nha các bạn. Ở ghế bên tài. Đây là những chi tiết ốp gỗ với những cái viền mạ chrome rất là đẹp. Này các bạn thấy không? Những chi tiết ốp gỗ này khá là sang trọng. Là chìa khóa ha các bạn ha. Đó, chìa khóa này xe này có chế độ ra vào cửa thông minh, khởi động bằng nút bấm start up, hệ thống điều hòa tự động. Có chế độ điều khiển rèm, công tắc điều khiển rèm nha các bạn. Đó, hệ thống chống trơn trượt. Rất là nhiều có tính năng an toàn được bố trí trên chiếc xe Camry 2.0 này. Đây, vô lăng. Đây các bạn coi ha, còn rất là đẹp. Rồi, Huy sơ lược cho các bạn để các bạn nắm sơ về chiếc xe Camry
phiên bản 2.0 này. Thì Huy mời các bạn xem sơ về phần động cơ. Xe thì bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ rồi, cho nên là các bạn hoàn toàn yên tâm nha. Cam kết xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước. Tình trạng động cơ và hộp số còn nguyên bản, chưa từng đầy tu. Đây là cái động cơ của chiếc xe Camry này. Đó. Từ nguồn lon con tán, từ cái ống dầu, dắt điện, đó, ống cao su, hộp ECU, bình điện. Đó. Thì các bạn thấy những cái chiếc xe mà bên Huy lấy về thì bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ rồi, cho nên là các anh chị và các bạn sở hữu những chiếc xe này thì hoàn toàn yên tâm về chất lượng của chiếc xe nha. Thì sơ lược về chiếc xe Camry phiên bản 2.0 được sản xuất vào năm 2017. Thì chiếc xe này chạy được khoảng tầm độ 60.000 cây số. Bên Huy đang chào bán chiếc xe này với giá là 800 triệu nha các bạn. Và hiện tại thì bên Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy cũng có một chiếc Camry tương tự như thế này, sản xuất vào năm 2016, form cũng y chang. Bên Huy đang chào bán với giá là 750 triệu. Các anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì đến Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy xem xe nha. Rồi, Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Nếu như mà các bạn nào chưa tìm được cho mình một sản phẩm phù hợp thì xin vui lòng đăng ký kênh, để khi mà có xe Huy sẽ chuyển lên kênh cho các bạn, để các bạn có thể đến tham khảo và sở hữu chiếc xe để phục vụ cho gia đình mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.